Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ, bốn câu trước xem trong Đường Dịch. Đường Dịch là Kinh Đại Bảo Tích Hội Vô Lượng Thọ, hiển lộ đức của Bổn Địa Pháp Thân, trú vô lượng ức kiếp. Đây nghĩa là vô lượng thọ. Thế giới Cực Lạc gọi là vô lượng thọ, biểu trưng thọ mạng vô lượng của Phật. Định thế giới Cực Lạc quả đúng là vô lượng thọ. Phẩm Vô Lượng trong Kinh Tối Thắng Dương có trích dẫn ở đây một bài kệ. Bài kệ nói rằng, nếu người trong ức kiếp tận lực thường tính điểm, cũng không thể biết được thọ lượng của Thế Tôn. Đây là nói đến thọ lượng của Phật. Nói đến Phật, chúng ta nhất định phải biết là nói đến bản thân chúng ta. Nhất định từng câu từng chữ phải biết quy về tự tánh. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này toàn là nói về mình. Cho đến Bộ Kinh Hoa Nghiêm nói ai? Nói chính mình. Chúng ta học xong thật sự được thọ dụng. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này toàn nói về thế giới Cực Lạc, nói về Phật A-di-đà, không liên quan đến tôi. Như vậy dù có học cũng không được lợi ích gì, giống như xem tiểu thuyết vậy. Như vậy là sai lầm hoàn toàn. Ta đã phụ tấm lòng tốt của Thế Tôn. Nhất định phải nhớ rằng mình và người không hai, là một không phải hai. Tất cả là vấn đề của chính mình.